2 năm chúng ta đã bị co cụm bởi vì Covid-19. Dạ vâng ạ, thế thì khi hôm nay đến đây thì ngày hôm nay thì thực sự thấy không khí thế nào? Dạ hôm nay thì chúng tôi thấy rất là vui là bởi vì có nhiều đồng hương chúng ta đến để tham dự chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, và hy vọng rằng cũng sẽ tiếp đón tất cả quý vị vào chương trình đêm 24 nữa. Chúng tôi sẽ có chương trình đại lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh vào tối thứ bảy ngày 24 tại tháng 12, mong được tiếp đón tất cả quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh hiểu không? Còn ai nữa hiểu không? Không, dạc này đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biệt là quý thân hữu đã nhận lời mời của chúng tôi đến tham dự chương trình ca nhạc Giáng sinh ở trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mỗi năm vào tháng 12 thì cả thế giới đều tưng bừng nhộn nhịp chuẩn bị đón một trong những ngày lễ trọng đại nhất ở trong năm, đó là lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh. Nếu quý vị để ý thì không một lễ nào mà cả thế giới tưng bừng đón một cách long trọng và lâu dài nhiều bằng lễ Giáng sinh hết. Lý do là bởi vì Giáng sinh không phải chỉ là sự ra đời của một con người, nhưng mà Giáng sinh là sự giáng trần của con Đức Chúa Trời. Có một người nói như thế này: con chờ Giáng sinh là ngày con trời trở thành người để con người chúng ta trở thành con trời. Amen. Giáng sinh là ngày mà tình yêu của Chúa thể hiện một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Và trải qua hơn 2.000 năm, tình yêu đó đã đụng chạm, đã biến đổi hàng triệu con người. Buổi tối ngày hôm nay, quý vị sẽ nghe những bài ca ca ngợi về tình yêu của Thiên Chúa. Quý vị cũng nghe được những lời làm chứng thế nào tình yêu của Chúa biến đổi cuộc đời của những người đã từng là thành viên của ban đảng và trở nên những người yêu kính Chúa. Và chúng tôi cầu nguyện rằng với những ca từ, với những lời làm chứng trong buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ đụng chạm đến lòng của tất cả quý vị. Và khi quý vị ra về, quý vị cũng sẽ tiếp nhận được tình yêu của Thiên Chúa vào trong chính đời sống của mình. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin kính mời chúng ta cùng đứng lên. Tôi xin được phép cầu nguyện nhân chương trình này trong tay của Chúa. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, là đã yêu chúng con bằng một tình yêu vô điều kiện, và tình yêu của Chúa đã thể hiện một cách rõ ràng vào một đêm cách đây hơn 2.000 năm. Chúa đã giáng trần tìm và cứu mỗi chúng con. Và Chúa ơi, buổi tối ngày hôm nay, hội thánh của chúng con, đồng hương của chúng con trong vùng cùng đến đây để chúng con ca ngợi về tình yêu nhân sinh của Chúa. Chúng con xin Chúa ở cùng chương trình, xin Chúa ban phước từng tiết mục một, xin Chúa ban ơn cho những người tôn vinh Chúa, Chúa ban ơn cho ban nhạc, Chúa ban ơn cho ban kỹ thuật, âm thanh ánh sáng. Chúa bao phủ cả chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, và đặc biệt Chúa ở cùng tấm lòng của những thân hữu của chúng con đến tham dự trong buổi tối ngày hôm nay, để và Chúa hành động một cách đặc biệt để sau chương trình này quý vị thân hữu cũng sẽ mở lòng ra tiếp nhận tình yêu của Chúa vào trong chính đời sống của mình. Đặc biệt con cầu nguyện cho thầy Trần Hữu Đạo và anh Lâm, là hai người sẽ làm chứng về cuộc đời của mình thế nào tình yêu của Chúa đã đụng chạm và biến đổi cuộc đời của họ. Chúng con dâng cả chương trình này trong bàn tay yêu thương tể trị của Chúa, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời tất cả quý vị cùng ngồi. Chiên máng cỏ đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Vì Đức Chúa Trời quá yêu loài người cho nên đã ban con một của Ngài xuống dương trần làm người, chịu bao nhục hình và chịu chết để cứu chuộc tội lỗi của nhân loại. Ngày nay, mỗi khi mùa Giáng sinh về, mọi người nô nức cùng nhau mua sắm trang hoàng đèn màu lộng lẫy trong niềm vui và tìm niềm vui đời dưới thế. Nhưng có lẽ nhiều người không biết ý nghĩa thực sự của mùa Giáng sinh. Đó là Chúa Giêsu vì yêu nhân thế, Ngài lìa ngôi báo Giáng sinh, sinh ra nơi chuồng chiên bần hàn, hy sinh thân mình để đem tình yêu cứu rỗi cho loài người, là đấng hòa giải giữa người với Thượng Đế. Để ai tin Chúa Giêsu thì linh hồn được trở về với Thượng Đế và đấng tạo dựng nên loài người. Để bắt đầu chương trình tình yêu Giáng sinh tối nay, chúng tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em chào đón Huỳnh Mai với bài Giáng sinh xưa và nay. Ngoài đồng người tư thương canh bày chiếm mệt nhoài.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người có tội, vì đức đức vì chúng ta chỉ chết. Thất vọng của con, Chúa luôn ở cùng con.
Thank you.
chúc của thánh chúng tôi gửi đến tất cả quý vị, chúc quý vị có một mùa Giáng sinh hạnh phúc và bình an. Cái đó là thông báo trước khi chúng ta sẽ kết thúc chương trình buổi tối ngày hôm nay. Ở trong tờ chương trình quý vị thấy có hai tờ giấy, một tờ giấy phía trước đây là chương trình lễ kỷ niệm mùa Giáng sinh của Hội Thánh sẽ được tổ chức vào tối ngày 24 tháng 12 tức là ngày thứ bảy cùng lúc 7 giờ tối ở tại thánh đường này. Và tôi mong mời gọi tất cả quý vị trở lại để cùng dự đại lễ Giáng sinh cùng với Hội Thánh của chúng tôi. Diễn giả cho chương trình này là mục sư tiến sĩ Hồ Xuân Phú ở California sẽ qua đây để ban sứ điệp cho mọi chúng ta. Thì nên tôi mời tất cả quý vị cùng quay trở lại vào đêm 24 tháng 12 lúc 7:30 cũng tại trong thánh đường này. Một tờ giấy thứ nhì đó là cái phiếu liên lạc. Nếu quý vị muốn nhận được những thông tin từ Hội Thánh trong những chương trình sắp tới, xin quý vị điền họ và tên, email và phone. Quý vị có thể để ấy vào cái thùng ở phía sau nhà thờ. Nếu quý vị muốn tôi gọi hỏi thăm tất cả quý vị có thể mát vào đây. Nếu quý vị muốn tôi cầu nguyện cho quý vị đánh dấu vào đây, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Xin quý vị ra về bỏ cái thùng phía sau đó, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị trong những ngày tới. Sau chương trình này, Hội Thánh chúng tôi có chuẩn bị bữa ăn để tiếp đón tất cả quý vị. Có một số quý vị hỏi tôi là mục sư ơi, có ăn lớn giống như Thanksgiving không? Tôi trả lời thì hôm nay thì vẫn có ăn rất là ngon, nhưng mà không lớn như là Thanksgiving. Nhưng mà chúng tôi hẹn lại tất cả quý vị vào đêm Giáng sinh. Hội Thánh chúng tôi sẽ tiếp đãi quý vị nhiều món giống như trong chương trình lễ Thanksgiving mà quý vị đã tham dự trong vừa qua. Cho nên tôi mời tất cả chúng ta cùng ở lại để cùng dự thông công với nhau. Chúng tôi có chuẩn bị nhiều cái phong hình ở phía dưới hội trường, quý vị có thể chụp hình làm kỷ niệm cho mùa Giáng sinh này. Ở ngoài sân nhà thờ chúng tôi có trang trí cái chuồng chiên rất là đẹp, quý vị cũng có thể ra về trước khi về lái xe vòng qua đó chụp hình một cái rồi về. Có lẽ quý vị biết tôi là người của Facebook, tôi hay chụp hình lắm và có trên Facebook, và tôi cũng mong quý vị cũng làm điều đó. Mình có giữ lại kỷ niệm, tại vì chúng ta có khi chúng ta không còn giữ được kỷ niệm mà qua đi tìm lại nó không còn. Cho nên tôi mong quý vị ở dưới hội trường cũng có phong để cho quý vị có thể chụp hình. Nếu quý vị muốn chụp những tấm hình đẹp, tôi có mời thầy qua là chủ tịch của hội nhiếp ảnh trường qua thành đốn của chúng ta, thầy sẽ chụp cho quý vị những bức chân dung rất là đẹp. Quý vị chỉ cần cho tôi email hay là phone, tôi sẽ gửi đến cho quý vị để quý vị có một tấm hình Giáng sinh trong mùa Giáng sinh này. Xin cảm ơn tất cả quý vị ở đây. Tôi xin được cầu nguyện cho thức ăn và buổi tối ngày hôm nay có mục sư Trần Nhật Thân là mục sư trưởng lão ở trong cùng của chúng ta. Sau khi tôi cầu nguyện cho thức ăn thì xin mời mục sư lên cầu nguyện chúc phước về ngày hôm nay. Dạ, chúng ta cùng đi cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì chương trình vừa qua. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng của các anh chị em trong Hội Thánh đã dâng tiếng hát, dâng tiếng đàn, dâng tất cả những khả năng mình có để thờ phụng Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Và trên hết, chúng con cảm ơn Chúa có hai linh hồn biết được Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng con xin Chúa nuôi dưỡng họ trong tình yêu trong sự của Ngài. Những anh Hi và cô Nga, xin Chúa cho chúng con Hội Thánh ở đây để bao phủ anh Hi và anh Hiệp và cô Nga ở trong bàn tay yêu thương của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cảm ơn Chúa về tất cả những điều trong ngày hôm nay. Chúng con cũng cảm ơn Chúa về thức ăn sau giờ này nữa. Chúng con phước lại cho những người chuẩn bị thức ăn cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con thành kính cầu nguyện để dành cho Jesus Christ. Vì đây xin mời mục sư. Dạ, những mời thánh đứng lên để mục sư sẽ cầu nguyện. Nguyện xin sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Chúa Giêsu và sự thông công chỉ dạy của Đức Thánh Linh ở cùng tất cả quý ông bà anh chị em chúng con có mặt hôm nay tại đây cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm. Amen. Xin mời tất cả chúng ta cùng ngồi, chúng ta sẽ nghe một cái bài ca chúc mừng chỉ ở trong ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị. Thank you.
mời tất cả chúng ta cùng đứng lên hát cùng với ba ngôi nhà ở đây bài Miss Thanh Thí Đà. Trước khi chúng ta bắt đầu xướng ngôi nhà đây.
vậy? Mày vô, mày vô. Không kè, không kè. Bún riêu. Nhanh tay bà con ơi. Nhỏ này nè, chặt tay nó đó. Từ từ chị ăn. Cho nó tù rồi. Ôi, nhiều người phục vụ lắm, yên tâm. Nguyên ơi, không còn dạ. Đâu thằng đi ơi. Mời đây đó. Muốn chụp những tấm hình thật là đẹp, thầy Hòa đây ở trên này, thầy Hòa sẽ giúp cho quý vị chụp những tấm hình thật là đẹp ở trong đêm Giáng sinh ngày hôm nay. Thank you.